vấn đề bạn đang gặp phải là gì? Luôn căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, huyết áp thấp hoặc không ổn định, sức khỏe xuống cấp dần theo tuổi tác. Bạn làm việc trí óc nhiều hoặc lái xe dài ngày thường xuyên cần duy trì sự tập trung, tỉnh táo vào ban ngày, ngủ sâu vào ban đêm. Suy giảm chức năng gan thận nên không thể dùng được các loại trà chứa nhiều chất kích thích. Hay bạn muốn dùng sâm ngọc linh hàng ngày nhưng bận rộn không thể tự bào chế hoặc chiết xuất sâm củ tươi được. Đã có giải pháp trà sâm hòa tan Tumoyong, 100% được chiết xuất từ sâm ngọc linh giống thuần chủng được nhân giống và thu hoạch tại huyện Tumoyong, tỉnh Kon Tum. Với thành phần chính là sâm ngọc linh, loại sâm sở hữu hàm lượng dưỡng chất saponin cao gấp đôi sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật Bản với hơn 60 tác dụng quý và cực kỳ hiệu quả. Sản phẩm được sản xuất bởi quy trình hiện đại khép kín từ những củ sâm ngọc linh tươi, trải qua quá trình chế biến công phu thành dạng trà hòa tan mà vẫn đảm bảo giữ nguyên được những hoạt chất tốt cho sức khỏe. Đây là sản phẩm rất thích hợp sử dụng hàng ngày để thay thế cho các loại trà thông thường khác nhằm cải thiện và nâng cao sức khỏe thường xuyên. Hơn nữa, sản phẩm không có các chất kích thích có hại cho sức khỏe như caffeine như ở các loại trà, cà phê khác. Sản phẩm được đóng thành các gói nhỏ rất tiện lợi để mang theo đi làm, đi du lịch dã ngoại. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần pha với nước dưới 60 độ C và thưởng thức. Mỗi ngày có thể dùng mùng 2 tháng 3 gói. Nên dùng buổi sáng để đạt được sự tỉnh táo và minh mẫn nhất. Hoặc bạn có thể nhai, ngậm trực tiếp gói trà. Công dụng chính: giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe toàn diện. Sử dụng thường xuyên sẽ góp phần tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch tự nhiên. Ngăn ngừa ung thư: bạn sẽ cảm thấy các triệu chứng cảm cúm, cơ thể mệt mỏi giảm hẳn sau một tháng sử dụng. Hạn chế căng thẳng và ổn định tinh thần tốt hơn. Tăng tập trung để làm việc hiệu quả. Làm chậm và chống lại quá trình lão hóa cơ thể hiệu quả. Cải thiện tốt chức năng hệ tiêu hóa. Giúp ăn ngon miệng. Nâng cao được chất lượng giấc ngủ. Quy cách đóng hộp: một hộp lớn gồm 4 hộp nhỏ, một hộp nhỏ có 10 gói trà. Thành phần: sâm ngọc linh nguyên chất 30mg. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm: chống chỉ định với người bị rối loạn tiêu hóa, đầy hơi chướng bụng, người bệnh bị cảm lạnh tiêu chảy, lạnh bụng, viêm đại tràng, cao huyết áp, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Dùng trà sâm ngọc linh tốt nhất vào buổi sáng, trưa, sớm chiều. Không nên dùng buổi tối quá muộn, có thể làm trầm trọng hơn chứng mất ngủ do trà cung cấp nhiều năng lượng. Không uống trà sâm cùng với các loại trà khác do có thể làm giảm hương vị, công dụng của trà sâm, gây tương tác giữa các thành phần với trà sâm. Vì thế tốt nhất chúng ta hãy dùng riêng các loại trà với khoảng cách thời gian tối thiểu 1-2 giờ. Tùy theo thể trạng cơ thể và độ tuổi sẽ có lượng dùng không giống nhau. Nên tuân thủ theo những chỉ dẫn tư vấn để đạt được hiệu quả cao nhất. Báo chí nói gì về trà sâm ngọc linh hòa tan? Trà sâm ngọc linh là thức uống bổ dưỡng và có nhiều lợi ích đối với cơ thể, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Chính như tên gọi của sản phẩm, với nguyên liệu chính là sâm ngọc linh, sản phẩm trà sâm ngọc linh tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng và kích thích não bộ hoạt động hiệu quả. Trích trà sâm ngọc linh hòa tan báo Kinh tế và Dự báo. Giải thưởng: sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm trà sâm ngọc linh hòa tan vinh dự đạt giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017 do VAFF trao tặng. Nhà tài trợ chương trình: Vinh Quang Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 2019.